Thưa quý vị và các bạn, sau khi một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin về việc cơ sở lưu trú lắp camera trong phòng ngủ của khách, thì vào ngày 11 tháng 6, ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt cho biết đơn vị đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra và buộc tháo rỡ thiết bị ghi hình trên. Phía cơ sở lưu trú cũng đăng bài xin lỗi du khách. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đã phản ánh về việc cơ sở The Ban Home Farm đường Triệu Việt Vương, phường 3, thành phố Đà Lạt lắp camera trong phòng ngủ của khách. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong một phòng ngủ tập thể bố trí 8 giường đơn có lắp một camera. Thiết bị này được lắp công khai chĩa về phía đồ đạc chung của khách trong phòng. Phía chủ cơ sở lưu trú giải thích đây là phòng ngủ tập thể, có thể đón nhiều khách khác nhau nên lắp camera để dễ quản lý khi có vấn đề phát sinh, chứ không sử dụng camera cho mục đích khác. Hiện chủ cơ sở lưu trú đã chấp hành việc tháo rỡ camera và lên tiếng xin lỗi du khách